Minh Thảo xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Network trong chương trình Phật giáo ngày nay. Mọi chi tiết đóng góp ý kiến hoặc là bảo trợ cho chương trình, xin quý vị liên lạc số điện thoại 281-507-6278, 281-507-6278. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi được sự bảo trợ của lớp học Dòng Thời Gian. Nhằm tạo sân chơi cho tất cả các bạn không có phân biệt tuổi tác, chúng tôi có tổ chức các lớp học như sau: lớp nhạc lý, lớp sáng tác cắt tóc, lớp luyện thanh, kỹ thuật đứng sân khấu với nhiều thành phần ca sĩ, nghệ sĩ chuyên môn đảm trách. Xin quý vị liên lạc số điện thoại để biết thêm chi tiết 281-733-9005, 281-733-9005 hoặc 832-573-1453, 832-573-1453. Thưa quý vị, chúng tôi cũng được sự bảo trợ của công ty Intel One. Chúng tôi có nhiều chương trình bảo hiểm nhân thọ cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là cho người 60 tuổi trở lên, và bảo hiểm để mà lo hậu sự, để không làm phiền con cháu sau này. Công ty cũng đang nhận thêm Insurance Agent. Xin liên lạc Kimberly Ngô để biết thêm chi tiết 713-885-5888, 713-885-5888. Và kính thưa quý vị, chúng ta thì đang bước vào đầu năm của Tết Tây. Rồi sau cái những tuần lễ Tết Tây thì chúng ta sẽ chuẩn bị để mà đón Tết truyền thống Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, có rất là nhiều những chương trình đầu năm rất là đặc biệt. Thiên Thảo xin kính chúc quý vị, xin kính chúc tất cả khán giả thân thương cùng tất cả quý vị Phật tử ngày đầu năm tràn đầy niềm vui bên gia đình của quý vị. Đặc biệt là chúc cho cha mẹ và người thân trong gia đình suốt đời bình an, vạn sự như ý. Thưa quý vị, mỗi con người chúng ta, ai ai thì cũng đều có ước nguyện riêng cho mình. Nhân dịp đầu năm mới, Thiên Thảo xin mời quý vị chúng ta cùng với nhạc sĩ Giác An đi vào ca khúc đầu tiên ngày hôm nay. Thưa quý vị, có tựa đề là Ước Nguyện Đầu Năm. Rất là hay thưa quý vị. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc này và biết đâu khi mà quý vị nghe xong ca khúc này thì chúng ta có những ước nguyện gì trong ca khúc này thì sao thưa quý vị? Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau thưởng thức. Xuân lại đến mây xanh nắng hồng, lắng tiếng chuông ngân cửa thiền nhẹ nhàng thanh thoát, nhang trầm ngát hương bay ríu rít, muôn chim hót đùa, người người nô nức du xuân lễ chùa. Có biết bao nhiêu cánh đời nhìn mùa xuân đến nhưng lòng buồn mênh mông. Miên man bên đài sen quan âm, mong xuân yêu thương xuân từ bi bốn phương. Bao nhiêu điều linh không còn trên thế gian, nắng mưa ôn hoa cho bốn mùa đẹp tươi. Xuân sang nhân gian không còn gây chiến tranh, cho bao em thơ vui hồn nhiên đón xuân. Quê hương xinh tươi thanh bình luôn ấm no, chúng sanh nhân loại được bình yên. Ước muốn xuân trong ánh đạo, mùa xuân không có si mê oán hận. Tiếng hát vô ưu đón chào, ngày xuân tươi thắm, xuân lòng đẹp thanh. Thank you.
ríu rít muôn chim hót đùa, người người nô nức du xuân lễ chùa. Có biết bao nhiêu cánh đời nhìn mùa xuân đến nhưng lòng buồn mênh. Miên man bên đà sen quang âm, mong xuân yêu thương xuân từ bi bốn phương. Bao nhiêu điều linh không còn trên thế gian, nắng mưa ôn hoa cho bốn mùa đẹp tươi. Xuân sang nhân gian không còn gây chiến tranh, cho bao em thơ vui hồn nhiên đón xuân. Quê hương xinh tươi thanh bình luôn ấm no, chúng sanh nhân loại được bình yên. Ước muôn xuân trong ánh đạo, mùa xuân không có si mê oán hận. Tiếng hát vô ưu đón chào, ngày xuân tươi thắm xuân lòng đẹp thanh lương. Tiếng hát vô ưu đón chào, ngày xuân tươi thắm xuân lòng đẹp thanh lương. Vừa rồi là ước nguyện đầu năm, thưa quý vị, sáng tác của Giác An. Và mùa xuân đến thì đem lại cho vũ trụ vạn vật sự thay đổi xanh tươi hơn, con người thì có niềm vui hơn để mà tự mình làm mới cho mình trong cuộc sống. Nhiều chướng duyên trở ngại đối với đạo Phật, thưa quý vị, mùa xuân luôn hiện diện trong mỗi con người chúng ta, mà một vị hiền sư đã nói rằng: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, việc trước mắt đi mãi, trên đầu già mất rồi, đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đem xuân xưng trước một cành mai. Tuy thế giới có thay đổi theo không gian và thời gian, nhưng những người con Phật vẫn nhận ra mình có một mùa xuân vĩnh viễn. Thưa quý vị, xuân trong ánh đạo rất là hay của Hạnh Nguyên. Xin mời quý vị cùng Thiên Thảo thưởng thức ca khúc này. Rực rỡ ánh nắng hồng, lá hoa tươi hương sắc thắm trên cành, đàn chim én lưng trời vang tiếng hót. Xuân về đây khói hương trầm thoảng đưa, tiếng chuông chùa hòa với gió hành lương. Chào mùa xuân bên pháp kệ lời kinh, cầu nguyện xuân non nước luôn thanh bình. Mùa xuân thắm diệu huyền hóa chân lý, ánh xuân đạo hoan hỷ khắp nhân gian. Xuân từ bi tươi thắm đón đàm, xuân cứu khổ những tâm hồn đau thương. Xuân về đây nguyện cầu lên thế tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bên mê, mong nhân loại chan hòa tâm bác duyên lành theo giáng pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm bờ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ưu. Thank you.
sớm xa lìa bến mê, mong nhân loại chan hòa tâm bác ai, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lễ đậm tơ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ưu. Mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ưu. Thưa quý vị, vừa rồi là Xuân trong ánh đạo của Hạnh Nguyên. Và mỗi năm thì cứ mỗi độ xuân về là báo hiệu cho chúng ta biết là năm cũ đã qua và năm mới đang tới. Mỗi chúng ta thì đều có một mùa xuân mới, sức sống mới, an lạc mới và hướng đi mới cho cuộc đời. Xuân mang đến bao nguồn vui khôn xiết, xuân tưng bừng bao yến tiệc trò vui. Suốt năm dài an ủi chỉ xuân thôi, xuân Tết đến đời tôi thêm nguồn sống. Thưa quý vị, một ca khúc Xuân An Lạc của Võ Tá Hân, lời của Nhất Giác An. Thiên Thảo xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Hôm nay đón chào xuân sang, chùa vang tiếng chuông ngân trong nắng vàng. Con đi lễ Phật đầu năm, lòng thành kính dâng hương lên đài sen, thầm nguyện khấn an vui đến muôn loài, lòng từ bi kết hoa trong mỗi người. Đời chân thế vui xuân bao chan hòa, người người đón xuân an lạc thái hòa. Xuân đến gió lay đoán mai vàng khoe sắc hương, xin chúc nước non mãi thanh bình vui ấm no, nhân thế xóa tan đi bao niềm riêng oán than, chung sức đắp xây tâm chân tình trong đáy tim. Xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Nói gương Đức Phật từ bi, lòng xa hết tham lam không oán hận, tan như pháo hồng ngoài sân, màn u tối vô minh không còn vương. Và hạnh phúc an vui tháng năm dài, đèn Phật Pháp sáng soi muôn nẻo đời, ngày vui mới thắm tươi cho muôn người, tình nhân ái khắp bốn phương sáng ngời. Xuân đến gió lay đóa mai vàng khoe sắc hương, xin chúc nước non mãi thanh bình vui ấm no, nhân thế xóa tan đi bao niềm riêng oán than, chung sức đắp xây tâm chân tình trong đáy tim. Xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Ta hát lên chào mừng xuân, ta múa ca mừng ngày vui, xuân thắng tươi tô thắng ngàn nơi. Một lần nữa, Thiên Thảo được sự bảo trợ của lớp học Dòng Thời Gian, với sự quy tụ của tất cả nhiều ca sĩ, nghệ sĩ vùng Houston đảm trách, chúng tôi sẽ tạo cho các bạn một sân chơi lành mạnh. Xin giới thiệu đến tất cả các bạn các lớp học như sau: lớp nhạc lý, lớp sáng tác cắt tóc, lớp luyện thanh, kỹ thuật đứng sân khấu. Xin quý vị liên lạc số điện thoại 2817339005, 2817339005 hoặc 8325731453, 8325731453. Và chúng tôi cũng được sự bảo trợ của công ty Intel One.
Tại đây có nhiều chương trình bảo hiểm nhân thọ cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là cho người 60 tuổi trở lên, và bảo hiểm để mà lo hậu sự, để quý vị không có làm phiền con cháu của chúng ta sau này. Công ty cũng đang nhận Insurance Agent. Xin liên lạc Kimberly Ngô để biết thêm chi tiết. 713-885-5888, 713-885-5888. Một lần nữa Thiên Thảo xin chân thành cảm ơn các nhà bảo trợ và xin kính chúc tất cả các nhà bảo trợ cũng như là tất cả quý Phật tử du xuân lễ Phật đầu năm lên chùa nghe Pháp, tụng kinh, ngồi thiền. Nguyện xin chư Phật chứng minh, hộ trì thân quyến kiết tường bình an. Nguyện con sửa tánh làm lành, vun trồng phước huệ bồ đề mai sau. Thiên Thảo một lần nữa xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ tới.